này vậy chú cấp phòng quá nè. Em gái, làm bài tập đi, đến giờ kiểm tra mà không xong á là biết tay chưa? Dạ, biết rồi. Trời đất ơi, tường cái gì? Tường mà sẽ biết hả? Dạ, sẽ biết màu vàng với màu gì nữa? Tường màu tôi, sao làm khó mà được chứ? Xong rồi. Em gái, làm bài tập xong chưa? Dạ, xong rồi. Đâu, đi kiểm tra coi. Đó, đúng không? Rồi, đi coi, xem tôi sẽ biết màu vàng kỳ vậy. Sẽ biết màu vàng với màu gì nữa? Sao sẽ biết màu vàng? Nè, mẹ mới mua xe mình cũng chỉ xe biết nè. Anh thấy không, xe biết màu vàng với màu gì? Tào lao, xe biết là màu trắng hay chưa? Sao xe biết màu trắng? Nè, anh cũng có chiếc xe biết màu trắng nè. Em nhìn coi có màu trắng không? Anh tào lao có. Các bạn